Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chuyên mục thể thao 24/7. Nếu như bóng đá đang đem lại cho người hâm mộ nhiều lo lắng thì hôm nay tại nhà thi đấu bóng bàn, đội tuyển đồng đội mang lại chút an ủi với tấm vé lọt vào bán kết. Chữ thôi. Các bạn có một cái phần rất là ấn tượng, hài hước, dễ thương là các bạn giả bình luận viên bóng đá. Thì tôi nghĩ nếu như mà cái bộ trang phục của bạn cũng là một cái trang phục mà để cổ động cho bóng đá thì cái tiết mục này nó sẽ thú vị hơn và nó liên kết với nhau nhiều hơn. Bóng đá nhưng mà cái giải là giải bóng bàn. Đúng không các bạn? Như bình luận là về bóng đá nhưng mà cho cái giải bóng bàn mới mắc cười. Cái hình ảnh các bạn tự làm, thí dụ làm cái khán đài để làm micro, rồi các bạn làm cái cặp bên, rồi một em bé này mà hất tung cái người lớn luôn á. Rồi lần trước là tôi có góp ý là phải chi có em bé này có solo thì nãy thì lần này lại có. Đáng lẽ tôi nói một chữ thôi nhưng mà tại Đức Thịnh nói là tôi phải nói thêm cái đó để lý giải là không phải, đây là của đội bóng đá, đúng không? Các bạn cũng dùng chiêu trò đó. Có chứ không phải không có, và trong nghệ thuật cho phép được dùng chiêu trò, nhưng mà chiêu trò đây là có suy nghĩ thôi. Có suy nghĩ để liên kết tất cả những cái cảm xúc lại với nhau. Và chiêu trò ở chỗ là em là bình luận viên bóng đá, đúng không? Làm cho mọi người cảm thấy cười và thoải mái, chiêu trò đó chấp nhận được. Cái chiêu thứ hai là làm bập bênh, và cái chiêu thứ ba là bay, thì chiêu đó bình thường rồi. Hai chiêu kia là đủ để cho khán giả cảm thấy thoải mái để thưởng thức tiếp cái tiết mục. Thì không những like cậu mà còn thích mà còn cho điểm cao nữa cơ. Các bạn rất là thích hợp với một cái sân khấu mà gọi là gây được không khí. Giả bóng đá đấy thì phải nói rằng là rất là bất ngờ. Giá như là có một cái như là tường thuật ở đấu trên sân á, đó là cho thêm một tí nữa, bởi vì trong một cái tiết mục đó, khi mà mình có một chút rồi thì là người ta sẽ đòi hỏi, nhưng mà mình dừng chỗ nào và mình cắt chỗ nào rất là quan trọng. Thì vừa rồi tôi cảm thấy là hơi bị ngắn, thú thực là như thế. Tụi em không phải là hôm nay tiết mục dự thi, mà tụi em là tiết mục đương kim vô địch tuần vừa rồi, cho nên có lẽ chị kỳ vọng các em nhiều hơn những điều các em vừa làm. Đồng ý là các em quá giỏi, tại vì các em giỏi nên em mới vô địch tuần vừa rồi. Nhưng trong cái tiết mục này chị vẫn thấy có một cái sự lộn xộn, nó chưa có nhiều chỗ, nó vẫn chưa có rập ràng. Ví dụ như là em bé nhỏ lây hay kiếm hoài cái mắt kiến, không biết cái anh nào giữ mất rồi. Rồi có những cái đoạn vẫn chưa có khớp. Tuần này mà đương kim vô địch nữa thì bắt buộc phải hơn như vậy. Tụi em mới biểu diễn hôm đối với chị là mới 90% thôi. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn rất nhiều, một tràng pháo tay dành cho đội Oxy. Baby, I'm praying you tonight. You tell me you like, just like animals, animals, like animals. Maybe you think that you can hide. I can smell you.
yourself for mine. Just like animals, animals, like animals, moves. Baby, yeah. So if I run, I'm standing up. I'm still in my head, whatever stuff. So you can do what you want to do. Can't stay away from me. I still hear you making that sound, making me down low in the ground. You can pretend that it's for me, but no. Cát Tường liếc kìa, Cát Tường liếc liền. Cát Tường liếc trước đi. Cát Tường liếc trước đi. Quá hay. Quá sôi động. Là một bài hát, thật ra cái ngôn từ trong đó không có nhiều. Nhưng mà tụi em xử lý làm cho khán giả không có bị chán. Nên là tụi em thêm những cái hú hí, mấy cái cao trào vô. Mà nó rất là hấp dẫn, nó là lôi cuốn. Và cái sự bè của các em có rất là nhuần nhuyễn. Tóm lại là quá hay. Rồi trống sao, rồi trống sao. Tôi hai từ. Tôi trống, trống. Quá dễ thương, quá uyển chuyển. Tôi hai từ. Very light. Nó đánh trống mà nãy nó biết em khen nó nên bài này đánh trống nhìn em bộ hài à. Đúng không? Em có nhìn chị hoài không? Nhìn tôi đi bà. Chị phải khen riêng một cá nhân chút xíu nha. Tụi em là hay hết rồi. Em thứ ba đó. Để có một cái kết cấu của cái này nè, để mà phát ra được cái tiếng như em hồi nãy em hát toàn giả thanh và bè giọng mái không, cái đó là sự đặc biệt của em. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ số điểm dành cho hai đội. Số điểm đến với đội Oxy đầu tiên. Phương Thanh 9,5, Lê Hoàng 9, Cát Tường 9, Minh Nhí 9,5 và Đức Thịnh 9,5. Nhóm Oxy các bạn có 46,5 điểm. Và bây giờ căng thẳng hồi hộp chờ đợi nhóm The Zoo. Số điểm dành cho đội The Zoo bắt đầu. Mười, Phương Thanh 10, Minh Nhí 10, Cát Tường 10, nghệ sĩ Đức Thịnh 9,5 và Lê Hoàng 9,5. Tổng số điểm của The Zoo là 49 điểm. Chúc vô địch thuộc về The Zoo. Chúc mừng các bạn.